WHO nhận định Omicron không nguy hiểm hơn các biến thể corona khác. Các nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Mỹ cho rằng biến thể Omicron có vẻ không nguy hiểm hơn các biến chủng của virus corona khác, đồng thời cảnh báo rằng cần phải nghiên cứu thêm để đánh giá mức độ nghiêm trọng của nó. Các đánh giá đầy hy vọng này được đưa ra trong bối cảnh mối quan tâm toàn cầu gia tăng về biến thể đột biến nghiêm trọng, khiến cho hàng chục quốc gia phải áp đặt các hạn chế đi lại biên giới mặc dù có khả năng lây truyền cao hơn so với các biến thể trước đó nhưng omicron cũng rất khó có khả năng né tránh hoàn toàn các biện pháp bảo vệ của vaccine một quan chức cao cấp của tổ chức y tế thế giới đã cho biết dữ liệu sơ bộ không chỉ ra rằng biến thể mới này có mức độ nghiêm trọng hơn trên thực tế nếu có bất kỳ điều gì nó sẽ ít nghiêm trọng hơn giám đốc của các trường hợp khẩn cấp của who michel ryan cho biết trong một cuộc phỏng vấn michel ryan cũng cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Omicron hoàn toàn có thể né tránh được các biện pháp bảo vệ được cung cấp bởi vaccine COVID-19 hiện có. Ông cũng cho biết thêm, chúng ta có vaccine hiệu quả cao đã chứng minh hiệu quả chống lại tất cả các biến thể cho tới nay về khả năng gây bệnh nặng và nhập viện. Không có lý do gì để cho rằng biến chủng này có thể né tránh được. Nhà khoa học hàng đầu của Mỹ là Anthony Fauci đã lặp lại quan điểm của WHO và nói rằng Omicron không nguy hiểm hơn các biến chủng trước đó dựa trên các chỉ định ban đầu và có thể nhẹ hơn Mặc dù nó có khả năng lây truyền cao, ông Fauci cũng cho biết thêm, nó gần như chắc chắn là không nghiêm trọng hơn Delta, có một số gợi ý rằng nó thậm chí có thể ít nghiêm trọng hơn. Trong khi những đánh giá tích cực ban đầu về Omicron đã giúp cải thiện tâm lý, nhất là những lo ngại về một số cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu khác. Tuy nhiên, thì sự xuất hiện của biến thể Omicron đã nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống lại đại dịch vẫn chưa kết thúc. Đại dịch COVID-19 đã làm hơn 5,2 triệu người trên thế giới thiệt mạng kể từ khi virus corona được công bố lần đầu tiên vào cuối năm 2019. Các nhà khoa học và các chuyên gia y tế cho biết, việc tiêm chủng và tiếp tục giữ khoảng cách xã hội là chìa khóa để đánh bại căn bệnh này. Số ca nhiễm giảm đột ngột ở nơi phát hiện biến thể Omicron đầu tiên Tỉnh Gauteng của Nam Phi ghi nhận số ca nhiễm mới mỗi ngày tăng vọt kể từ khi phát hiện các ca mắc mới của biến thể Omicron, tăng từ 58 ca vào giữa tháng 11 lên 11.703 ca vào ngày 8 tháng 12. Giáo sư Christina tới từ Đại học London của anh, người đã theo dõi sát sao các đợt bùng phát của biến thể Omicron ở Nam Phi nói rằng, số ca nhiễm tăng trung bình là 25% mỗi ngày ở tỉnh Gauteng kể từ ngày 15 tháng 11. Tuy nhiên trong 4 ngày gần đây, số ca nhiễm mới đã giảm đáng kể, không còn giữ mức tăng đều đặn. Với tốc độ là tăng 25% mỗi ngày, tỉnh này đáng lẽ ra phải ghi nhận là 19.000 ca nhiễm mới, nhưng nay chỉ còn lại là hơn 11.000 ca mỗi ngày và đang có xu hướng giảm dần giáo sư Pargo đã dự đoán biến thể Omicron có thể đang tự biến mất ở Nam Phi chỉ sau một tháng. Có tín hiệu tích cực ở Gauteng trong tuần này, có thể số ca nhiễm ở đây đã đạt đỉnh, giáo sư đã nói. Còn Thủ tướng Anh gần đây cũng cảnh báo, Anh sẽ áp dụng các phương án B nếu như số ca nhiễm COVID-19 trong dịp năm mới, đặc biệt là các ca nhiễm liên quan tới biến thể Omicron có dấu hiệu tăng mạnh. Nhưng theo đánh giá của Daily Mail dựa trên tỷ lệ người nhập viện ở Nam Phi, Omicron gây bệnh nhẹ hơn các biến thể khác. Tỷ lệ người nhập viện vì Omicron thấp hơn khoảng 60% so với những người bị nhiễm biến thể Delta. Tổ chức y tế thế giới WHO cho biết, số lượng người nhập viện rất thấp ở Nam Phi so với những đợt bùng phát của biến thể Delta, dù số ca nhiễm tăng nhanh chóng.